nhiều buồn ơi trong bốn tay khó cầu, con tìm em ơi từ mấy xa vời, anh có biết bao điều hào hùng để được hết những vì ơi. Đây là mây như dòng sông mãi trôi, buồn về đâu cho người đứng như người. Khi đã biết con tim hào hùng, lòng em tan vỡ từ đời. Con tim gầy, áo hướng nỗi buồn. Con tim anh giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau càng thêm buồn ra. Vì anh yêu rằng trái tim hoang dại, nỗi đau nằm ngồi theo cơn mê dày cơn tối. Vì anh yêu làm gió xa trăm ngàn, đang cay xin mấy mà lòng người có ấy. Trái tim hoang tựa lỡ đôi chân thành, cho tan đời lòng tình nặng nề và say đắm. Trái tim tôi đầy với những tan tành, muốn say yêu người đến bây giờ lệ rơi. Nhiều buồn đau trong cuộc đời khát khao, có khi anh tôi vừa bay xa từ nơi. Anh có biết bao đi bao về, tâm lệ để có cũng vì ai. Mình là mây thương dòng sông mãi trôi, cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim hào hùng về, lòng em tan vỡ từ nơi. Rồi mai ngày thật chưa còn nhau, còn tình em giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau càng thêm buông ra. Biết anh yêu lòng trái tim hoang dại, nỗi đau lòng môi tôi từng mê dài tận tối. Biết yêu anh là gió xa trăm ngàn, đắng cay xin thấy mà lòng người nào có ơi. Trái tim hoang đường lỡ yêu chân thành, cho tan đôi lắm trong cơn mê mẹ tâm tôi. Tiếng yêu anh là đắng cay trăm chiều, xót xa yêu người. Trái tim hoang đường nỗi đau lòng môi thật cơn mê mẹ tâm tôi. Tiếng yêu anh là xót xa trăm ngàn, đắng cay tình người mà lòng người nào có ơi. Trái tim hoang đường lỡ yêu chân thành, cho tan đôi lắm gái. Cái gì vậy má? Tự nhiên má cầm cái đó, cái câu hỏi gì vậy?
Ông là tại vì mừng tuổi chị. Dạ. Dạ. À, cảm ơn Lộ, cảm ơn tất cả chị của Sài Gòn Đồng Thời đã có một cái buổi tiệc sinh nhật. Tuy là đã qua rồi nhưng mà không sao quý vị nha. Hả? Qua rồi hả? Qua rồi, trả cái bánh. Không, nhưng mà chị hãy lỡ. Ba bốn. Dạ, cái gì? Mày, mày hỏi chị, mày cầm mi, mày hỏi đàng hoàng coi. Trẻ quá, mẹ 49 tuổi nè. Rồi. Bé ba muốn làm thơ hả? Rồi nè. Bé ba, chúc chị Nguyên thì chị lớn ở trong đoàn này, chúc câu rồi. Cho em làm thơ với. Hôm nay sinh nhật chị Nguyên không còn vô duyên. Ừ, tao ghi nhận đó là con chúc đó nghe. Vô bé Tư, mặc dù là khán giả thôi mà nhưng chúc nhiệt tình lắm, em bút này lên bởi chị Phương với bạn. Thấy không, em bút nó có hiếu với chị ghê không? À, khóc luôn à. Đây là tình trường bé bé Tư, cái điều tự nhiên nhận mạnh phụ tử này, chúc sức khỏe được sao cho chồng nhé. À, chị không cảm thấy học được tà lõn, em không có lên được. Xuân Tâm nữa, Xuân Tâm nữa, còn chúc lẹ cho Tâm nó chúc nữa nè. À, em có. Đi sâu quý vị, đi sâu. Dạ, có một cái đôi lời của người đặc chị. Đây cũng coi như là thơ. Bé ba, bé Tư, à, nhớ gì chưa? La Kim Quyền, có thờ, có thiên, có duyên chết liền. Rồi, ơ, tắm tắm lẹ nè. Tại vì chuẩn bị bay đi Nha Trang, mọi người cho nên thông cảm. Dạ, rồi, rồi, vô, vô. Em ra em coi thì có gì thôi, chứ em đâu biết chút gì đâu. Đi vô liền. Giỡn thôi. Chút liền. Chị Quyền, mỗi năm hoa đào tới, lại thấy ông đồ già cầm mực tàu giấy đỏ trên phố đông người qua. Tết hả má? Dạ Tết. Không. Có liên quan gì tới sinh nhật bả không? Dạ không. Trả video lại vô đi, đi lẹ đi. Có thợ có thiên có duyên chết liền đó nè. Rồi, Diệp làm thơ tặng Quyền nè. Em không có thơ, em có món quà tặng chị. Rồi, trời ơi, chu đáo quá. Tặng chị cái lọc cầu. Mỗi lần mới đi em về với chị. Có thờ có thiên có duyên chết liền cũng là mày luôn đó. Rồi. Là... Quyền xin được cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều nha. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa đã yêu mến Quyền trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả quý vị. Yến Kiên cảm ơn chị Quyền rất là nhiều. Rồi, cái bây giờ, cái đối diện đang lấy một lần kìa. Hả? Kéo mình, kéo mình. À, dòng này chị Quyền xấu mình hát nổi không? Trời ơi, chấp sổ chấp luôn. 40 năm trong nghề. Dạ, bây giờ, tất cả quý vị và bé trên tay chuẩn bị cho số trong đoàn ca nhé. Bên đây nè, em ơi. Bây giờ chị đã đi đây.